Danh sách 10 địa điểm vui chơi Hạ Long, mới nhất 2022. Review chi tiết các địa điểm vui chơi Hạ Long. A. Các khu vui chơi tại Bãi Cháy. 1. Công viên Hạ Long, Xuân Uôn, khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam. 2. Bãi tắm biển Bãi Cháy, bãi biển nhân tạo tuyệt đẹp. 3. Khu phố cổ Hạ Long, điểm check-in cho giới trẻ. 4. Chợ đêm Hạ Long. B. Khu vịnh Hạ Long. 5. Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. C. Khu vực Hòn Gai có gì chơi. 6. Khu vui chơi Xuân Uyêu Quảng Ninh. 7. Bảo tàng Quảng Ninh, điểm đến văn hóa kết hợp, sống ảo cho giới trẻ. 8. Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hạ Long. D. Chơi gì ở Tuần Châu. 9. Bãi tắm biển Tuần Châu. 10. Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu. Du lịch Hạ Long chơi gì. 10 địa điểm vui chơi dưới đây được tổng hợp và phân chia thành 4 khu vực tương ứng với 4 khu du lịch chính của Hạ Long. Tên giá vé tham khảo. Điểm nổi bật. A. Khu du lịch Bãi Cháy. Khu vui chơi Xuân Uôn. Quảng Ninh 200.000 đồng Việt Nam đến 750.000 đồng Việt Nam một người lớn. 100.000 đồng Việt Nam, 550.000 đồng Việt Nam trẻ em. Quần thể vui chơi giải trí lớn nhất cả nước, với nhiều loại hình trò chơi đa dạng. Bãi tắm biển Bãi Cháy, vào cửa tự do, bãi tắm nhân tạo với bãi cát trắng cực rộng, phù hợp cho các hoạt động team building. Phố cổ Bãi Cháy, vào cửa tự do mô phỏng theo phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội, là điểm check-in yêu thích cho giới trẻ. Chợ đêm Hạ Long, vào cửa tự do hoạt động mua sắm và tham quan rất sầm uất về đêm. B. Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long, từ 290.000 đồng Việt Nam một người tuyến. Ngắm cảnh, tham quan các hang, đảo, làng chài với 4 hình thức du lịch khác nhau. C. Khu vực Hòn Gai, khu vui chơi Xuân Uyêu Quảng Ninh, 350.000 đồng Việt Nam một người lớn, 250.000 đồng Việt Nam trẻ em. Ngắm nhìn cảnh vịnh về đêm trên Xuân Uyêu, khám phá khu vui chơi Ba Đèo Bảo tàng Quảng Ninh, 30.000 đồng Việt Nam một người lớn, 15.000 đồng Việt Nam học sinh, sinh viên, 10.000 đồng Việt Nam trẻ em. Thiết kế độc đáo khiến nơi đây trở thành điểm check-in nổi tiếng trong giới trẻ. Vincom Plaza Hạ Long, vào cửa tự do, trung tâm thương mại lớn với hàng hóa và mức giá đa dạng, kết hợp nhiều dịch vụ giải trí. D. Khu du lịch Tuần Châu, bãi tắm biển Tuần Châu, vào cửa tự do, hiện đại và tiện nghi với hệ thống tắm tráng tự động. Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu, 250.000 đồng Việt Nam một người, nổi bật với các màn trình diễn cá heo, sư tử biển, hải cẩu, các màn ảo đập và xiếc, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Nếu chuyến du lịch của bạn ngắn ngày nên không đủ thời gian để đi hết các địa điểm vui chơi ở Hạ Long trên, hãy tham khảo phần review chi tiết dưới đây để chọn lọc những nơi phù hợp với sở thích và túi tiền của bản thân. Review chi tiết các địa điểm vui chơi Hạ Long. Bên cạnh những đánh giá, cập nhật các thông tin cơ bản về các khu vui chơi Hạ Long như địa chỉ, giá vé, giờ mở cửa 2022. 3. Các khu vui chơi tại Bãi Cháy. Bãi Cháy có gì chơi? Là khu vực du lịch trung tâm của Hạ Long, Bãi Cháy là nơi tập trung nhiều nhất các khu vui chơi về cả độ lớn và hấp dẫn. Bạn không nên bỏ qua 5 khu vui chơi hấp dẫn dưới đây. 1. Công viên Hạ Long, Xuân Uyêu, khu vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam. Địa chỉ, đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Giá vé, 200.000 đồng Việt Nam, 750.000 đồng Việt Nam một người lớn, 100.000 đồng Việt Nam, 550.000 đồng Việt Nam trẻ em. Một phần của quần thể khu vui chơi Xuân Uyêu, Quảng Ninh. Công viên Hạ Long là khu vui chơi mới được xây từ năm 2016 tại khu du lịch Bãi Cháy. Du khách tới đây sẽ choáng ngợp bởi độ hoành tráng của tổ hợp quần thể vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc, có chất lượng không thua kém gì các khu vui chơi quốc tế khác. Tới đây, bạn được khám phá hai công viên trò chơi lớn nhất Đông Nam Á là công viên trò chơi Dragon Park, khu công viên theo chủ đề mạo hiểm, công viên nước Typhoon Water Park. Sau khi thỏa sức vận động tại hai công viên trò chơi, du khách sẽ tham gia vào tuyến cáp treo núi Hoàng với hai kỷ lục Guinness thế giới cáp treo cao nhất và cabin có sức chứa lớn nhất. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Hạ Long hùng vĩ từ trên cao. Tiếp sau đó bạn sẽ khám phá khu vui chơi Xuân Uyêu bên đồi Ba Đèo, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao với tuyến cáp treo núi Hoàng. Hoạt động, vui chơi tại các công viên,
xem phim 14D, ngắm cảnh trên ngọn hải đăng. Lưu ý, Kỳ Xuân Hương là địa điểm vui chơi Hạ Long rất rộng, nên nếu quyết định tới đây thì bạn nên dành trọn vẹn một ngày. Còn nếu chỉ nửa buổi thì chỉ nên mua vé đi một khu. Công viên Hạ Long, hướng dẫn kinh nghiệm đi chi tiết 2022. 2. Bãi tắm biển Bãi Cháy, bãi biển nhân tạo tuyệt đẹp. Địa chỉ: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa: 24 giờ. Giá vé: vào cửa tự do. Bãi biển Bãi Cháy là bãi biển nhân tạo có bờ cát trắng cực rộng với chiều dài lên tới 900m. Đây là địa điểm vui chơi Quảng Ninh rất thích hợp tổ chức các trò chơi team building. Bãi biển nằm sát quần thể khu vui chơi Xuân Hương Quảng Ninh nên bạn hoàn toàn có thể kết hợp hai hoạt động giải trí với nhau một cách thuận tiện. Bãi cát trắng rộng mênh mông ở Bãi Cháy. Hoạt động nên làm tắm biển, tổ chức team building, ăn uống bờ biển. 3. Khu phố cổ Hạ Long, điểm check-in cho giới trẻ. Địa chỉ: đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa: 24 giờ. Giá vé: vào cửa tự do. Tới phố cổ Hạ Long, hay còn gọi là Little Việt Nam, du khách nhìn thấy một hình ảnh tái hiện lại những đường nét của phố cổ Hội An và phố cổ Hà Nội một cách rất tinh tế. Kiến trúc độc đáo nơi đây tạo thành một con đường đi bộ nhỏ mang nét đẹp cổ kính, nằm lọt thỏm và tương phản với khu phố hiện đại phía bên ngoài. Góc tái hiện Hội An của phố cổ Hạ Long. Phố cổ Hạ Long không chỉ là địa điểm vui chơi Hạ Long, nơi đây còn mang đến một khoảng lặng giữa chốn đô thị ồn ào, mang đến những cảm hứng hết sức thơ mộng cho du khách tham quan. Đặc biệt là từng góc phố đều được thiết kế tỉ mỉ nên mọi ngóc ngách đều là nơi lý tưởng cho các bạn trẻ sống ảo. Địa điểm check-in yêu thích của các bạn trẻ: hoạt động, tham quan, chụp hình check-in tại phố cổ, ăn uống, mua sắm. Lưu ý, phố cổ Hạ Long nằm ở một góc hơi khuất trên đường Hạ Long, ngay bên cạnh công viên Sa Nương, đoạn gần quán trà sữa Hekia và cổng cà phê. 4. Chợ đêm Hạ Long, địa chỉ: Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa: 18 giờ 24 giờ. Giá vé: vào cửa tự do. Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc ăn gì chơi gì ở Hạ Long, thì hãy tới ngay chợ đêm Hạ Long. Đây là một trong những địa điểm ăn chơi ở Hạ Long sầm uất nhất về đêm với hơn 100 gian hàng lớn nhỏ được chia làm hai tầng. Tầng 1 chủ yếu là bày biện các gian hàng về giày dép, túi sách, đồ lưu niệm, còn trên tầng 2 du khách có thể mua được những món đặc sản Hạ Long như hải sản khô, bánh kẹo. Chợ đêm Hạ Long, địa điểm vui chơi Hạ Long về đêm rất sầm uất, đông khách. Hoạt động, trải nghiệm không khí nhộn nhịp về đêm, ăn các món đặc sản, món ăn vặt, mua quà hoặc đồ lưu niệm. Lưu ý, nơi đây phục vụ cho nhiều du khách nước ngoài nên giá cả sẽ đắt hơn bình thường. B. Khu vịnh Hạ Long. 5. Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới. Giá vé tham khảo: từ 290.000 đồng Việt Nam một nửa tiếng. Giờ mở cửa: 7:30, 16:30. Địa điểm vui chơi Hạ Long mà du khách nào cũng nghĩ tới đầu tiên đó chính là vịnh Hạ Long, điểm đến đứng đầu trong bảng xếp hạng các điểm đến hấp dẫn nhất tại Việt Nam 2020 do Tổng cục Du lịch bình chọn. Vịnh Hạ Long dẫn đầu danh sách điểm đến hàng đầu Việt Nam 2020. Chơi gì ở vịnh Hạ Long? Dưới đây là một số điểm đến và hoạt động nổi bật tại vịnh. Điểm đến: các hang động như động Thiên Cung, hang Sừng Sốt, hang Đầu Gỗ, hang Luồn, hang Trinh Nữ, đảo Thi Tốp, các làng như làng Trài Cửa Vạn, làng Ngọc Trai, núi Bài Thơ. Hoạt động: bên cạnh tham quan vịnh, du khách còn có thể tham gia chèo thuyền kayak, tắm biển, trekking, leo núi. Có 4 hình thức tham quan vịnh Hạ Long là tham quan bằng tàu du lịch, tour du thuyền, đi thủy phi cơ hoặc đi cáp treo để ngắm cảnh từ trên cao. Thuê tàu thăm vịnh Hạ Long là hình thức được nhiều du khách lựa chọn, bạn có tham khảo thêm bài viết bên dưới khi thuê tàu nhé. Bảng giá thuê tàu thăm vịnh Hạ Long: 19-99 chỗ, 4 giờ và 6 giờ. C. Khu vực Hòn Gai có gì chơi? So với Bãi Cháy thì khu vực Hòn Gai ít khu vui chơi giải trí hơn, nhưng bù lại, nơi đây lại có một số địa điểm tham quan rất đáng đi như Bảo tàng Quảng Ninh, Công viên Hoa Hạ Long. 6. Khu vui chơi Xuân Hương Quảng Ninh, địa chỉ: Hít Tiêu, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa: 14:22 từ thứ 2 đến thứ 6, 9:22 thứ 7 và chủ nhật.
Giá vé 350.000 đồng Việt Nam một người lớn, 250.000 đồng Việt Nam trẻ em. Sunwheel hay còn gọi là khu vui chơi vòng quay mặt trời Quảng Ninh cũng thuộc quần thể Sunwheel đã nhắc đến ở trên, nhưng lại nằm tách biệt trên đồi Ba Đèo, Hòn Gai và được nối bởi tuyến cáp treo Nữ Hoàng. Sunwheel tọa lạc ở độ cao 215m so với mực nước biển. Khi ngồi ở điểm cao nhất vòng quay, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh biển Hạ Long. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy trải nghiệm Sunwheel vào buổi tối. Bởi lúc này, vòng quay mặt trời với hàng ngàn ánh đèn LED được thắp sáng lung linh giữa màn đêm, xa xa còn có ánh đèn của thành phố và những đốm sáng nhỏ của tàu thuyền ngoài vịnh biển, tạo nên khung cảnh hết sức tráng lệ, thơ mộng. Hoạt động, đi cáp treo Nữ Hoàng và ngồi Sunwheel ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao, khám phá khu vui chơi Sunwheel Quảng Ninh gồm, khu trưng bày tượng sáp, thế giới game, khu vui chơi trẻ em Kinderland, vườn Nhật Bản. Lưu ý, vé vào khu vui chơi này đã bao gồm trong vé combo cáp treo, bạn tham khảo thêm kinh nghiệm đi cáp treo Nữ Hoàng để biết thêm chi tiết. 7. Bảo tàng Quảng Ninh, điểm đến văn hóa kết hợp, sống ảo cho giới trẻ. Địa chỉ Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa 8 giờ 11 giờ 30, 13 giờ 30, 17 giờ. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ hai. Giá vé 40.000 đồng Việt Nam một người lớn, 20.000 đồng Việt Nam học sinh, sinh viên, 10.000 đồng Việt Nam trẻ em. Đặc biệt giảm giá 50% từ 1/1 đến 30/6/2022. Tới bảo tàng Quảng Ninh, các bạn trẻ sẽ phải đưa máy ảnh lên, ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi kiến trúc độc đáo nơi đây, hàng cầu thang cao cho tới phần vỏ kính màu đen tuyền của khối nhà nhìn như một tấm gương khổng lồ huyền bí, cộng thêm không chỉ thu hút bởi kiến trúc bên ngoài, địa điểm vui chơi Hạ Long này còn giúp bạn khám phá về vùng đất Quảng Ninh với 3 tầng không gian rộng lớn trưng bày những hiện vật khảo cổ, hệ sinh thái biển, mô phỏng lịch sử của tỉnh qua các thời kỳ lịch sử, mô phỏng hầm lò khai thác than. Hoạt động, chụp ảnh check-in phía bên ngoài bảo tàng, tham quan 3 tầng bảo tàng, tham quan khu thư viện Quảng Ninh tòa nhà ngay phía bên cạnh, tham quan và tản bộ ở quảng trường 30 tháng 10 cách khoảng 3 phút đi bộ. 8. Trung tâm thương mại Vincom Plaza Hạ Long, địa chỉ khu cột đồng hồ, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa 9 giờ 30 22 giờ. Giá vé vào cửa tự do. Vincom Plaza Hạ Long, khu ăn chơi Hạ Long rất được lòng du khách do có sự đa dạng về hàng hóa sản phẩm. Trung tâm thương mại này thu hút nhiều lượt khách hơn Marine Plaza do bên cạnh những gian hàng cao cấp, nơi đây còn có khu siêu thị và ẩm thực với giá cả hợp lý, bình dân. Ngoài ra, nơi đây còn nổi bật bởi những sự kiện độc đáo như lễ hội mua sắm xuyên đêm, chợ đêm Vincom, ngày vàng giảm giá, các chương trình bốc thăm tặng quà. Hoạt động, mua sắm đồ hiệu, mua sắm trong siêu thị, ăn uống, xem phim, chơi game. D. Chơi gì ở Tuần Châu? Khu du lịch Tuần Châu nổi tiếng là khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Hạ Long với hai địa điểm vui chơi nổi bật là bãi tắm biển Tuần Châu và khu vui chơi giải trí Tuần Châu. 9. Bãi tắm biển Tuần Châu, địa chỉ Ngọc Châu, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa 24 giờ. Giá vé vào cửa tự do. Nằm trong khu du lịch Tuần Châu, bãi biển Tuần Châu nổi bật ở sự tiện nghi và hiện đại. Bên cạnh các dịch vụ tắm nước ngọt, lều trại và đội ngũ nhân viên cứu hộ, đây còn là bãi tắm duy nhất tại Hạ Long có hệ thống tắm tráng tự động. Bãi tắm ở đây có bờ cát trắng mịn, sóng biển dập dìu rất nhẹ nên an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Bên cạnh bãi tắm bãi cháy thì nơi đây cũng là một địa điểm vui chơi Hạ Long chuyên tổ chức các hoạt động team building, hoạt động thể thao và vui chơi giải trí trên bãi biển như lướt ván, cano, bóng chuyền bãi biển. Hoạt động tắm biển kết hợp du lịch nghỉ dưỡng tại các villa, resort trên đảo Tuần Châu, tổ chức team building, chơi các trò chơi thể thao trên bãi cát hoặc dưới nước, ăn uống tại các nhà hàng quán bar quán cà phê. 10. Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu, địa chỉ Ngọc Châu, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Giờ mở cửa 8 giờ 22 giờ. Giá vé 250.000 đồng Việt Nam một người. Khu vui chơi Tuần Châu Quảng Ninh là địa điểm vui chơi Hạ Long lớn thứ hai của thành phố sau công viên Sunwheel. Bên cạnh khu trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời, nơi đây còn có câu lạc bộ biểu diễn cá heo, hải cẩu,
sư tử biển, khu vực chuyên trình diễn nhạc nước, múa rối nước, ảo thuật, siêu thú, biểu diễn và vũ nhạc. Vé vào khu vui chơi Tuần Châu cũng không quá đắt, các gia đình có con nhỏ nên cân nhắc tới đây khi đi du lịch Hạ Long. Hoạt động, ban ngày chơi các trò mạo hiểm ở khu vui chơi ngoài trời, buổi tối xem trình diễn ảo thuật, múa rối nước, xiếc cá heo. Trên đây là danh sách 10 địa điểm vui chơi Hạ Long mới nhất. Các thông tin về giá vé, địa chỉ được cập nhật mới nhất cho năm 2022 giúp bạn có lựa chọn chính xác và phù hợp nhất. Chia sẻ với Review Quảng Ninh nếu bạn đã có trải nghiệm ở những địa điểm trên bằng cách comment phía dưới nhé.